Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em có cái dịp quay vô cái cửa hàng của anh Ngọc. Tuy nhiên thì hôm nay biết ảnh đang tưới phân cái loại mà cái ô dưỡng rễ USA cả nhà, mà cái bộ ba. Thì hôm nay em sẽ vào để cho mọi người mình cùng xem là cái cách pha như thế nào để mình về mình sẽ làm như vậy nha. Tại vì mấy hôm nay khách hỏi em về rất là nhiều, mình nhận xong rồi không biết pha như thế nào đây. Thì hôm nay em sẽ quay cái cảnh anh Ngọc đang tưới cái vườn mai của mình luôn nha. Đây là cái bộ ba đây. Đó. Vườn mai nhà của anh Ngọc á. Hôm nay thì mình tới đây sẵn chút xíu nữa em sẽ quay mai của anh Ngọc luôn ha. Nói chung là ảnh làm rất là xum xê cả nhà ơi. Chắc cũng là nhờ cái bộ ba này đây. Đó, ảnh đang khui cái bộ ba này ha. Cái bộ ba mà mấy hôm nay em giới thiệu đây. Đó, cái đó là cái bịch rót nè. Siêu ra rễ siêu hồi. Và một cái dưỡng rễ USA. Đó. Rồi, còn cái phần bên đây là cái phân vi lượng đúng không anh? Không phải phân vi lượng chị. Rồi, cả nhà nhìn thấy đây là một cái thùng B nha. Thùng này tầm khoảng nhiêu lít nước anh? 16 đến 20 lít nước. À, khoảng 16 đến 20 lít nước. Cái thùng B này thì nãy khách cũng có hỏi em cái thùng B này pha khoảng bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta hãy xem anh Ngọc pha như thế nào luôn nha cả nhà. Thì em nghĩ nếu mà một cái bộ này là dùng cho 4 đến 500 lít nước, thì nếu mà chúng ta xài ít đó thì chúng ta xài một cái thùng như thế này. Thì bây giờ là xem anh Ngọc anh pha như thế nào ha. Rồi. Ba cái này trộn chung luôn ha anh. Tổn chung luôn chị. Rồi. Cái ở trong đây cái khui này nó ra nó có cái muỗng nè, mình lấy cái muỗng này xài cũng được. À. Còn hai nữa thì mình lấy cái muỗng ăn canh. Rồi. Ha, tương đương muỗng ăn canh thì nó cái muỗng ăn canh này nó ra chiếc cỡ, để tôi lường thử cho coi nha. Nó một muỗng này nó ra chiếc cỡ đó, thì nó cũng tương đương với muỗng ăn canh. À. Cái muỗng này tương đương với muỗng ăn canh mình nè. Đó, cả nhà tương đương tới muỗng ăn canh nha. Cái này mình cái một thùng B này nó 20 lít nước đi, mình sử dụng cho nó dung muỗng dung nè. Rồi. Đổ vô. Một muỗng dung. Một muỗng. Hai muỗng. Rồi, hai muỗng. Ba muỗng. Ba muỗng. Rồi, bốn muỗng được rồi. À, bốn muỗng luôn nha cả nhà. Bốn muỗng của hộp rớt nè. Hộp rớt USA nha. Rồi, mình lấy cái rồi, cái mình sẽ được. Có cây, cái cây gì đó cũng được. Mình sẽ đánh đều lên nè. Đánh đều lên cho nó tan ra. Rồi, cả nhà nhìn thấy nha. Nó có một cái màu đen đen. Rồi, bây giờ tiếp tục. Rồi, tiếp tục là kế tiếp mình này. Cái này luôn. Đây, rồi. Cái này luôn mình làm cũng 4 muỗng hoặc 5 muỗng. Rồi, ngày mai mình cũng chuẩn mình làm khoảng 5 muỗng đi. Rồi 5 muỗng. 2 nè. Muỗng dung vậy nè. 3. 4. 5. Rồi. Cái bịch mà rót á cả nhà, cái này là cũng cái bịch vi lượng nè. Cái bịch mà có màu đỏ đỏ đây nè thì rớt. Cả nhà dùng là 5. 5 muỗng nha. Rồi đánh cho nó tan ra nè. Rồi mình đánh cho nó tan ra. Nó màu đen luôn đó. Đó. Nước đầu nó ngày ngày không đen luôn. Rồi, cả nhà nhớ là cái hũ là chúng ta 4 muỗng, còn cái bịch rót mà cái dạng siêu ra rễ siêu phục hồi thì chúng ta sẽ làm 4 đến 5 muỗng nha cả nhà. Và cái thùng này là cái thùng này tầm khoảng 16 đến 20 lít nước nha. 20 lít đi thì cho nó dễ nhớ. Rồi. Giờ mình nó tan ra hết rồi nè. Đó, chúng ta quậy cho tan hết nha. Tan hết. Rồi bây giờ tiếp cộng thêm cái thùng vi lượng, cũng lấy cái muỗng này luôn. Dạ. À. Cái mình làm cũng 5 muỗng luôn đi. 5 muỗng đó. 1 nè. 2. 3. 4 nè, 5 muỗng nè. Rồi, 5 muỗng nha. Đó, 5 muỗng nữa nha cả nhà. Rồi chúng ta cũng quậy đều lên luôn ha. Đều lên. Đó, chúng ta lấy cái cây hay gì quậy đều lên cây, nha cả nhà. Cây, mình làm cái đó, cho nó tan đều hết làm nha. Cây gì là cho tưới ngồi tưới luôn. Rồi. Đây, em sẽ quậy đây. Rồi, quậy lên cho thật là đều hết nha cả nhà, cho nó cái ba cái loại này nó tan đều ra vào nhau rồi chúng ta mới tưới nha. Rồi thì một chút xíu nữa anh Ngọc sẽ tưới như thế nào luôn. Cây mai nhỏ tưới khoảng bao nhiêu, còn mà cây mai lớn tưới khoảng bao nhiêu ha. Cái này nó như cái ca nè, cái ca khoảng một gang tay của em ha. Đó, một hồi anh Ngọc sẽ tưới cho chúng ta thấy. Rồi bây giờ anh tưới giùm em cái mai nhỏ. Cái này mình xài vậy có thấy luôn không? Rồi. Đây là cái
cái này để rồi chúng ta để lên đây bắt đầu chúng ta tưới nha cả nhà. Rồi bây giờ anh tưới giùm em cái mai nhỏ bên đây trước đi ha, là cái dạng mai giống mà mọi người thường hay mua của em nè. Thì tưới nha, cũng chặt quá để sen sen vô. Rồi đó, bây giờ cái cây mai cái nhỏ này thì mình tưới khoảng bao nhiêu các anh chị? Mình quậy ra nè, ăn tan đều hết trơn nè, nước nè. Rồi cái ca này nó khoảng nửa lít nước nè. Rồi cái tầm cái bịch này là bịch khoảng 22-25 vuông nè. Đó. Nó khoảng cái chậu khoảng C5 á. C6 đi, có khoảng C5-C6 đi ha. Một ca vậy là một cây nè. Một ca một cây hả anh? Đó, 3 cây nè, 4 cây. À, một ca là 4. Một ca là khoảng 4 cây, 5 cây đó. Một ca là khoảng 4 cây. Tưới cho đều nha. Rồi cả nhà nhìn cây của anh ấy nè. Đó, đe đột rất là khỏe nè cả nhà. Cây rất là xanh tươi luôn á. Nè cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái bộ rễ mạnh thì nó giúp cây nó sẽ phát triển rất là mạnh nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, đang ra đọt nè, thấy chưa? Cây rất là đẹp nha, cây sung lắm cả nhà. Đó, nhìn cả nhà nhìn ra đọt nè. Đó, đây. Đó, thì chúng ta tưới một cái ca này nữa lên nước. Ướp đều đều vô cái bịch với nó vô cái chậu. À, rồi. Đây cả nhà, nhìn cây của ảnh thôi nè. Cây này nó ra đọt mạnh ghê luôn á cả nhà. Đang chuẩn bị ra mạnh. Rồi. Rồi còn cái cây lớn nha anh, cái cây lớn rồi mình tưới giùm em là khoảng bao nhiêu luôn nha? Tưới cây nhỏ này ha, cái này lớn thì mình tưới nó gấp đôi bả này. Cái này thì mình tưới cứ một miếng miếng vô cái chậu cho nó ướt cái đều cái mặt chậu bịch vậy đó. Rồi. Rồi xong giáp rồi. Rồi mình cái, đi lại. Cái giạt cây này nó mới đôn mới lên nè, nó còn yếu nè, mình tưới cho phục hồi rễ luôn nè. À, đây những là cái hàng này mới đôn sau Tết đúng không anh? Mới đôn nó mới nhú đọt á. Đây, này cả nhà, đôn anh tưới nó cũng ra chuẩn bị ra đọt ngóc hết trơn nè. Này hàng đôn nè. Cái này từng tưới lần nè. Đó. Thì khoảng tầm nửa tháng nữa thì em sẽ quay trở lại mình coi cái đám nó như thế nào hen. Đó, đây, đang ra đọt đây. Rồi bây giờ em sẽ đi một vòng cho cả nhà chúng ta thấy là những cái cây mai tàn của vườn mai nhà anh Ngọc nha. Đó. Cây này cây tàn, cây cao tầm khoảng 1 mét cả nhà. Đó. Thì dạ. Cái này mình tưới hàng chậu nè. À, tưới hàng chậu. Chậu rồi bên đây có hàng chậu nữa nè nha cả nhà. Cái chậu này chậu 3. Wow, cày quá sung. Chậu 3 với chậu 2 rưỡi, mình cái này thì mình tưới cũng khoảng 1 ca là khoảng 3 cây. Đó. Khoảng 3 cây nha. Đó. Cả nhà nhìn thấy nè. Cây rất là sung ha, ra đọt rất là sung cả nhà. Nè, cả nhà ơi thì mà đôn sau Tết này nó mới phục hồi đây, tưới vào cái này nó phục hồi lên khoảng từng nay mà này. Những cái cây này là Tết. Là một tuần đó hả? Một tuần đúng tuần, bữa nay đúng tuần, nay chủ nhật nè. À. Bữa nay thứ hai đúng tuần á. Đó cả nhà. Rồi tới thứ hai tuần rồi. Nó vậy là một tuần đến 10 ngày mình tưới một lần đúng không anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình tưới cái cây bự ra. Nhiều khi khách cũng có một số cô chú anh chị thì xài những cái cây lớn ha. Thì mình tưới cái cây lớn luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, đọt nó đang ra nha. Đây rồi. Lớn cái cây. Cái này là mình mới con đọt nó lên nó đang ra phải không anh? Mới con đọt. Cái này là mình đã chỉ cho bà con biết là cái đọt mai của mình ra gì nè. Ra gì nó là 1 mắt 2 3 nè, 4 5 nấc lá nè. Cái đầu mình bấm. Đó, mình bấm chừa lại khoảng 3 nấc thôi. Ha. Nè, cái này là bấm nè, như vậy làm bấm nè. Rồi, bấm để nè. Con vô nè. Cho nó. Cái này nè, hồi đó nay bấm khoảng 3 bữa rồi nè, nó dày lá rồi, làm tưới phân cho nó kích ra nè. Như nó cái đọt này đọt lụi lụi rồi bấm ngon lắm nè, ha. Còn như vậy cái mình bấm nè. Đó, mình bấm cái cho cái tưới phân á, tưới phân cái xịt thuốc, xịt bộ ba với tưới vô nó kích đọt ra. Rồi. Nè, như cái này nè bấm nè, nè, nè cái này bấm vào hõm nè. Này cách này khoảng 10 bữa à, tưới phân này nó búng ngày nè. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là ok. À, như vậy nè, như vậy cái đầu bấm nè, này cái bấm nè, bấm sót đó. Vừa lại 2-3 nó. Ừ. Mình bấm cái cây mai mình bấm ở đây cho nó bung bung ra gọi tên mình thông thông lại vậy đó. Đó thì vậy như thế nó sẽ ra cây tán thông nha cả nhà. Đó thì bên đây toàn là tán thông không nha. Mà bấm lú lú được rồi nè. Này cái này bấm nhú nhú rồi nè. Rồi, bây giờ cây lớn như thế này là mình tưới khoảng bao nhiêu cái cây anh? Này nếu mà tưới cây này chậu 6 nha, từ khoảng chậu chậu 5 đến chậu 6, chậu 7 á là cây khoảng tán bự bự khoảng bề ngang khoảng tầm nửa mét á.
tưới một cái này là cái ca nửa lít, mình tưới một, tưới một chậu giáp đều luôn. Đó, cả nhà nhìn anh Ngọc tưới đó, nha. Cái này là mình cho là 2 ca. 2 ca, vậy là 1 lít. 2 ca là thời điểm cây này, trong thời điểm này á. Còn nếu mà cây đó thời điểm tháng khoảng tháng 5 tháng 6 là nó khoảng từ khoảng 3 ca mới đủ sức ăn. Đó. Có nghĩa là hàng này thì tầm tháng này thì chúng ta tưới khoảng 2 ca thôi nha cả nhà. Còn nếu như mà cây tầm khoảng tháng 5 tháng 6 cây lớn hơn thì phải tưới 3 đến 4 ca ha. 3 ca. Đó, 3 ca. Khoảng 1 lít nước á. Bây giờ là tưới một cây chậu 6 chậu 7 nè, 1 lít nước. Cái này em mới lấy nè, tưới chậu này rửa nãy đi đọt. Nay khoảng tuần đi đọt. Đó, cái này xong này đi đọt không, cái này mình bấm nè. Này tại vì chưa bấm kịp. Đó mình bấm nghe. Đó. Đó mình bấm vậy cái đầu túi dễ là vô. Rồi. Túi vô, túi cho nó ướt đều. Đó thì mấy mốt em sẽ quay trở lại cho mình cả nhà mình xem cái vườn của anh Ngọc ha. Thật ra là vườn của ảnh rất là xanh tốt cả nhà ơi. Rồi. À, mình sẽ tiến vào bên đây xíu nữa nha, coi những cái hàng mai lớn của anh Ngọc nha cả nhà. Đó thì em thấy cây nó rất là xanh tươi cả nhà ơi. Đọt thì ra rất là nhiều. Đây nè. Đó. Chắc là cũng nhờ cái bộ ba này quá. Tốt cái nổi tỏ lên luôn. Rồi coi đèn cả nhà. Đó, cây hết hồn. Cái này là mình bấm được rồi phải không anh? À, cái này bấm được. Cái này là nó lú được đỏ đỏ vậy là bấm là ngon nè, đừng có để già. Đó, để già cả nhà nó lưu ý nha. Đó. Như này là như vậy là mình bấm dày được rồi nè. Đó, chừa hai nấc cũng được. Đó, hai nấc lá. Rồi. Túi thân vô. Rồi, cái này là túi khoảng 2 ca ha. 2 ca, cái nào ba cái bự này 2 ca hết. Rồi. Còn 2 ca là khoảng lít nước. Rồi, ok rồi. À, rất là cảm ơn anh Ngọc đã chia sẻ cái cách tưới phân và cái cách trộn phân cho chúng ta nha. À, cái dưỡng rễ ha. Rồi đó, vườn anh Ngọc rất là nhiều cả nhà ơi, toàn là làm mai thuần chậu không nè. Đó. Mai tàn thuần chậu nha cả nhà. À, rồi tuần sau thì em sẽ vào cho cả nhà mình xem cái mô hình mà trồng ở dưới đất nữa nha. Trồng ở dưới đất nữa. Ủa hình như em thấy anh có cái đám mai con ở đằng trước mà đang có hồi tối luôn hả chị? Đó vậy hả? Rồi thôi vậy mình ra đây luôn đi anh. Ra đây cho mấy cô chú anh chị chúng ta coi phần tướng mai con, mai con quấn rễ cả nhà. Mà vô trong cái bịch ha. Rồi. Chúng ta sẽ tiến về đây nha. Nãy em mới bước vô em cũng có thấy. Đâu cây mai quấn. Mấy cái mai quấn thảm nó à, nó xì xì em tưới này nó hổm người ta đưa cho ăn cặp mà nó xì xì gì em tưới lại cái này nó phục hồi này ngon gì đi đọt nè quá trời luôn. Nói chung là những cây xì ảnh tưới nó cũng phục hồi nha cả nhà. Cái gốc có chút xíu rồi thấy chưa là cái tàn đó nó quấn nè, cái tàn quấn là lá nó đẹp đó. Cái nè đó hồi đó nè nó người ta cho cái này cái bạn nó cho cặp nè cái nhánh nó bị có chết nhát mà nay tưới nó phục hồi lại rồi nè. Đó, cả nhà thấy rất là hiệu quả nha. Cái cây hồi đó nó yếu nó còn nè. Nè. Đó. Nó còn nè, nó giờ nay tưới nó này tưới. Tưới nó đang ra đọt quá trời nè. Tưới phục hồi lại rồi đó. Đó. Cả nhà thấy nó rất là hiệu quả nha. Chừng 2 lần cái gì? Rồi, mình ra ngoài cái mai con cũng rễ luôn đi anh, tại vì khách nhà em cũng rất là nhiều. Người hỏi về cái mai con quấn rễ đây. Ồ, anh ấy anh đang cây mai con quấn rễ của anh uống này. Ngồi uống từng cây luôn. Rồi cả nhà ơi nè. Anh tưới sao mà ra cái đọt nè, quá trời cái luôn này, nè. Mai con á chị em uống nè, uống lấy uống cái như chị là bán á, mua về cái đầu mình uống cái đầu nữa mình tạo bộ rễ nè. Đó, mình trồng vô bịch này nữa, mình vô cái chậu bự một chút. Nữa mình vô cái thùng này nè. Đây mình thành phẩm nữa cái mình vô cái chậu này nè nuôi. À cái hàng này là của anh là hàng mai dảo đúng không? Đúng rồi, dảo nguyên thủy á, dảo ương hột lên á, là cũng như mai con á, nó giống cái này nè. Ồ cả nhà anh uống rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đó nó giống cái góc này quán uống. À, từ mà dày nè, mà uống ra dày nè cả nhà thấy không? Rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi đầu uống cái này mới làm nay chừng 2 tuần lễ gì mà ra tược vậy á. Quá trời luôn cả nhà. Nhìn nè, cây nó đang lú đọt ra mập ù luôn. Cỏ nè. Lên quá trời. Wow. À, thì chắc cũng là tưới bộ ba hả anh? Tưới bộ ba đó không nè, nó giờ tưới bộ ba đến nỗi giờ nó ở dưới đây nó ra luôn nè. Này phải bỏ. Cả nhà nhìn thấy nè. Trời ơi nè cây nè. Nó tốt quá trời cả nhà. Tưới tổng gài là tưới bộ ba nó chưa có miếng thân hả? Mình tưới cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Đây.
À, tưới cũng vô bịch vậy đó, cái chín chút chút vậy đó cả nhà. Đều, 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 đều. Chúng ta sợ tưới nhiều á mà mỗi lần á thì làm cái cây dài giống ảnh vậy nha. Cái này tưới lên lá cũng không nhầm mấy chị, mình tưới dài cũng không nhầm mấy nè. Tưới lên lá vẫn được. Cái bộ này tưới lên lá bình thường không có gì hết đâu. Rồi. Sáng từ 8-9 giờ cái gáo lá mình xả nước sương lên. Rồi. Giờ dài là tưới không có nhầm gì ta. Đó, rất là đẹp cả nhà, cây mập ù à. Cả nhà nhìn thấy nè, cái độ lên tuột lên ngọn nè, quá dữ luôn cả nhà ơi. Đây mai con, à. cái giống mai con nè chị. Cái này nè, mai con là cái mai con nè. Cả mai nhà con nhìn là... thấy cây mai con mà ảnh làm nó ra mai nhánh nha ta. Đó, nếu mà chúng ta muốn nhảy nhánh thì phải bấm ngọn như anh Ngọc nha. Bấm ngọn nha cả nhà, nó mới ra cái tán như thế này nha cả nhà. Mốt nó sẽ thành tán thông. Nè, bấm nè, bấm nè, bắt đầu bấm nè, nó bấm cái giờ mốt mốt nuôi thành cây đó đó. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Một cái mô hình rất là hay ha. Rồi, xin cảm ơn anh Ngọc á đã chia sẻ nha. Đã chia sẻ. Đây là giống cúc nè chị. Đây họ cúc mà mới ghép từ nay ghép mới chừng 2 tháng nè. Nè, này má ghép cũng tưới nó luôn. Đó. Cái này tưới luôn nè, cầm tưới nhầm. Tưới luôn nha. Đó. Đó, lên đọt đọt tưới không nhầm gì. Nói nè. Chung cái này mình xài rất là tiện đúng không anh? Mình xài cả năm đúng không? Tại qua năm mà cái này mình xài nó là dạng nè mình xài luôn rồi đầu cộng nếu mà có tưới phân thêm á, cộng với nó với phân tưới luôn. Rồi. Từ tuần sau á, tuần sau làm cộng với phân tưới à. Rồi, tuần sau em sẽ vào nữa nha để chia sẻ với cô chú anh chị nha. Rồi anh Ngọc có gì với cô chú anh chị không? Còn đám cúc tốt nó chị cho gì coi đám cúc thì nói luôn. Yeah. Bây giờ tối thui luôn rồi cả nhà ơi. À, bây giờ thôi đi. À, em hẹn tuần sau vô đi ha. Bây giờ tối quá hết thấy đường luôn rồi. Nói với bà con thì an tâm xài bộ ba này, cái ba đám mai của em thì bà con cũng thấy đó. Thì đám mai nguyên rất là nhiều. Mà nhà cơ sở nhà làm hai đám mai lận, hai bãi lận. Tuần sau em vô nữa. Vô thì hiện tại giờ thì nó tươi tốt vậy đó. Thì tưới bộ ba này suốt à. Rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn anh Ngọc nha. Hẹn bữa nào tiếp nữa nha. Giờ cũng đang bận tưới thân rồi. Ok, xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Ngọc và xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Và nếu mà thương hai anh em thì xin hãy ủng hộ nha. Ủng hộ mua những cái bộ ba sản phẩm như thế này thì bên em sẽ gửi hàng đến nơi luôn nha cả nhà. Nói chung là xài rất là hiệu quả ha. Xin cảm ơn và nếu thương nữa thì xin hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai của Chích Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà và xin chào tạm biệt.